Xin chào tất cả các bạn, các anh và các quý ông đã quay trở lại với kênh Men Health, sức khỏe dành cho đàn ông và đặc biệt là chuyên đề bản lĩnh đàn ông thời 4.0. Hôm nay thì chuyên đề mà tôi muốn chia sẻ với lại tất cả các anh và các quý ông đó chính là việc yếu sinh lý thì có ảnh hưởng đến tinh trùng hay không, hoặc là ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng hay là số lượng của tinh trùng hay không. Thì có một câu hỏi đặt ra với tôi là yếu sinh lý thì có con được không? Và tôi gặp rất là nhiều câu hỏi là những liên quan đến tác hại của yếu sinh lý trên các diễn đàn sức khỏe dành cho nam giới hiện nay. Và các chuyên gia giải đáp các vấn đề này như thế nào? Và để hiểu rõ hơn về các vấn đề này á, thì các anh hãy lắng nghe clip này nhé. Và để cùng tôi khám phá rằng là yếu sinh lý thì có ảnh hưởng đến chất lượng của tinh trùng hay không. Thì vừa rồi tôi nhận được một câu hỏi như thế này. Câu hỏi ha. Chào bác sĩ, tôi lấy vợ đó được hơn 5 tháng nhưng hiện tại cuộc sống hai vợ chồng không được hạnh phúc cho lắm. Nguyên nhân hơi xấu hổ nhưng là do tôi bị yếu sinh lý, thường xuất tinh sớm khi quan hệ. Lấy nhau cũng đã được một thời gian mà chưa có con, cả hai bên nội ngoại đều rất lo lắng. Bác sĩ cho tôi hỏi là nếu yếu sinh lý có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng hay không, và yếu sinh lý có con được hay không. Mong bác sĩ trả lời sớm giúp tôi. Cảm ơn bác sĩ. Đó là những câu hỏi mà tôi hay rất là nhận được. Và cái điều quan trọng nữa đó là khi mà hiểu đúng thì mình sẽ thấy được rằng là yếu sinh lý thì có ảnh hưởng đến chất lượng của tinh trùng. Chắc chắn là sẽ ảnh hưởng ha. Thì theo các khoa học gia nghiên cứu cũng giống như là các bác sĩ kết luận thì hormone là testosterone là yếu tố quyết định đến sức khỏe sinh lý nam. Thì đây là hormone sinh dục nam do tế bào Leydig ở tinh hoàn tiết ra và có tác dụng gây hưng phấn vỏ não, tăng ham muốn và giúp làm nở mạch máu ở dương vật khi cương dương. Bên cạnh đó thì hormone này còn tác động đến sự phát triển của hệ cơ xương, thần kinh, tuần hoàn. Do đó thiếu hormone sinh dục nam, cơ thể sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Ngoài ra thì testosterone còn cũng tác động lớn đến tế bào Sertoli, loại tế bào tạo ra tinh trùng. Cho nên là cái hormone mà testosterone đó, nó rất là quan trọng luôn. Sự kết hợp này thì nhằm để đảm bảo về số lượng và chất lượng của tinh trùng. Nam giới bị yếu sinh lý là do lượng hormone testosterone trong cơ thể bị suy giảm. Vì vậy yếu sinh lý có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng hay không? Thì câu trả lời là có. Thậm chí đây được cho là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến chất lượng tinh trùng bị giảm sút. Vì vậy mà các anh cần phải hiểu rõ ha, để mà có một cái sự phòng bị cho mình một cách tốt nhất. Thì yếu sinh lý có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng không? Nghiên cứu cho thấy thì khi nam giới bước qua tuổi 30, mỗi năm lượng hormone testosterone sẽ suy giảm đi khoảng 1%. Đặc biệt từ 40 tuổi trở đi, tỷ lệ suy giảm qua mỗi năm dao động từ 30 đến 50%. Điều này có nghĩa là khi nam giới càng nhiều tuổi, nhu cầu sinh lý càng thấp, chất lượng và số lượng tinh trùng sẽ càng giảm đi. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là yếu sinh lý thì có con được không? Thì đối với nam giới thì việc có con hay không phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của tinh trùng. Nếu tinh trùng khỏe mạnh, tỷ lệ đậu thai sẽ rất là cao. Ngược lại, nếu số lượng tinh trùng ít và yếu thì khả năng bơi vào trong tử cung của nữ giới để gặp trứng là rất thấp, do đó khả năng có con cũng thấp hơn. Tuy nhiên nhìn chung thì yếu sinh lý vẫn có thể có con được ha các anh ha. Cho nên đó là các anh phải yên tâm nhưng phải điều trị đúng và đủ. Tuy nhiên thì khả năng mang thai nó sẽ thấp hơn so với tần suất của cái việc quan hệ, bởi vì quan hệ thấp, thời gian quan hệ ngắn hơn bình thường, rồi xuất tinh nó bị nhanh hơn thì nó sẽ khiến cho tỷ lệ đậu thai nó thấp hơn. Vì vậy nếu thấy mình có những dấu hiệu của tình trạng yếu sinh lý thì các anh nam giới nên cần đến thăm khám hoặc là tư vấn online để tìm ra nguyên nhân để có cái phương pháp điều trị kịp thời. Vậy thì cái cách điều trị sinh lý hiệu quả và yếu sinh lý hiệu quả nè, rồi tăng cường cái khả năng có con á, thì yếu sinh lý là hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu mà xác định đúng nguyên nhân gây ra tình trạng này. Và yếu sinh lý cần phải điều trị sớm, nếu không thì sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, dễ khiến nam giới bị vô sinh hiếm muộn. Hiện nay thì việc chữa trị yếu sinh lý chủ yếu là sử dụng thuốc kết hợp với một số phương pháp hỗ trợ từ máy móc. Và hiện nay thì có 3 dạng thuốc điều trị yếu sinh lý ở nam giới là thuốc uống, thuốc bôi và thuốc tiêm. Thì thuốc uống thì chủ yếu là các loại thuốc kích thích ham muốn tình dục, kéo dài thời gian quan hệ, hoặc là những cái thuốc mà nó hỗ trợ về cái cân bằng cái nội tiết tố, hormone sinh dục.
cân bằng, rồi để nó điều trị về cái tuyến tiền liệt thì cũng có rất là nhiều thuốc uống ha. Rồi thuốc bôi thì có tác dụng sẽ gây tê dương vật tạm thời, hạn chế tình trạng xuất tinh sớm, rồi kéo dài thời gian cương cứng của dương vật để cho cái việc mà cái lượng tinh binh nó được xuất tinh nó trở nên mạnh mẽ hơn và đi thẳng vào trong tử cung, để khiến cho cái tỷ lệ đầu thai nó tốt hơn. Rồi thuốc tiêm. Thuốc tiêm thì bác sĩ sẽ tiêm trực tiếp vào một loại thuốc có khả năng tăng cường sinh lực nam giới. Tuy nhiên thì phương pháp này chỉ có tác dụng ở một thời điểm nhất định, có thể gây rối loạn chức năng của dương vật nếu lạm dụng nó. Vì vậy mà phương pháp này hiện nay thì rất ít người lựa chọn nó, rất ít các bác sĩ lựa chọn nó. Ngoài ra cũng có một vài máy móc hỗ trợ như máy điện ly, máy hút chân không, cộng hưởng từ sẽ kích thích các dây thần kinh, tăng cường sự tuần hoàn máu ở mao mạch của dương vật, giúp nam giới tăng cường thời gian quan hệ tình dục hơn. Những phương pháp này nó rất là phức tạp hơn, cho nên là mình sẽ sử dụng những phương pháp nào nó tối ưu và nó đơn giản hơn, vì khoa học bây giờ rất là phát triển nên là các anh yên tâm. Rồi ngoài ra thì nếu mà muốn tăng khả năng có con thì nam giới nên giữ tâm lý thoải mái nè, kiểm soát nhiệt độ vùng kín nè, nhiệt độ vùng kín rất là quan trọng ha. Rồi quan hệ tình dục trong ngày rụng trứng, là mình sẽ canh cái ngày người vợ của mình á rụng trứng vào ngày nào, mình sẽ dồn lực vào trong cái ngày đó và mình sẽ nghỉ ngơi trước đó khoảng tầm một tuần để cho lượng tinh trùng của mình được tốt hơn, để dày đặc hơn, để cái việc mà khi mà mình quan hệ vào cái ngày rụng trứng thì tỷ lệ đầu thai nó sẽ cao hơn khi mà mình đã có sự chuẩn bị về sức khỏe và tâm lý để nó sản xuất ra lượng tinh trùng khỏe mạnh. Rồi tốt nhất thì các anh khi mà gặp những vấn đề này thì nên đến các cơ sở y tế hoặc là các tư vấn thăm khám online để được các bác sĩ kiểm tra và tìm hiểu rõ nguyên nhân, từ đó điều trị bệnh nó hiệu quả và nhanh chóng hơn. Thì đó là những cái mà cái trả lời cho câu hỏi là yếu sinh lý là có ảnh hưởng đến việc có con hay không, thì chắc chắn là ảnh hưởng, bởi vì nó ảnh hưởng đến tinh trùng, ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng thì cái việc có con nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nên nó là tại sao xã hội bây giờ cái tình trạng nó vô sinh á thì nó cao hơn rất là nhiều, ngày càng cao, bệnh viện hầu như tiếp nhận rất là nhiều các ca vô sinh của nam cũng như của nữ. Thì hy vọng là clip này sẽ giúp cho các anh hiểu rõ hơn cái nguy hiểm của việc yếu sinh lý, để mình không chủ quan và mình bảo vệ sức khỏe mình và thăm khám đúng và điều trị đúng liệu trình để làm sao mà mình trở nên mạnh khỏe hơn và hạnh phúc hơn và ấm êm hơn các anh nha. Rồi xin chào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này, và để là người đầu tiên lắng nghe video mới nhất, các bạn hãy đăng ký kênh và bấm vào nút chuông bên cạnh để có thể cập nhật các video mới nhất.